em mới rủ bạn đó là bỏ nhà đi luôn. Em là em phải mất tầm gần 5 năm á để thuyết phục nội. Mẹ ơi, con có vợ rồi nha. Em biết anh này từ lâu lắm rồi, lúc anh này còn chưa sửa mũi. Cái việc giữ cái crush của mình ở cái mức bạn bè nó có khó khăn nhiều không vậy? Em là bạn của người đó. Vì bạn đó em mới gặp anh. Trời ơi. Lúc mà quen hai đứa vẫn giấu dữ lắm. Sợ, kiểu mà không? Tìm hiểu á nhưng mà vẫn giấu. Em còn nói Nguyên Anh là trời em đấu tranh tư tưởng dữ lắm em mới bộc lộ mà quyết định là sẽ quen. Em cũng nhào tới dữ lắm nhưng mà vợ nói là chưa tới thời điểm. Vấn đề của Việt là Việt phải trau dồi kỹ thuật đó. Không phải kỹ thuật đúng không? Đúng không? Tại vì Việt nói là Việt hay bị như thế. Khi mà anh em nói là khi mà người ta động vào á, xong người ta bỏ mình á, là đôi khi nó thuộc về bản thân mình không? À, kỹ thuật mình non tay quá không? Không, không có những người chắc tay vẫn bị bỏ như thường nha. Dạ đúng rồi. Là em cho Nguyên Anh ăn chay đến bao lâu đó? À, cũng sắp chứ chị, chứ không phải là ăn chay quá lâu tôi đâu. Tưởng đâu là cũng chịu đựng dữ lắm. Lô Lô và Minh Tuân. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Love Queens, vì yêu mà cưới. Cảm ơn nhãn hàng Son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hai khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Dạ, em tên là Nguyễn Trương Lê Anh, mọi người hay gọi em là Nguyên Anh. Em đến từ Châu Đốc, An Giang. Em đang là giáo viên dạy trang điểm và là làm phun xăm anh. Em tên là Quốc Kỳ. Em tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là người mẫu. Trời ơi, chị đẹp quá trời. Ngời ngời luôn đấy, chị đẹp. Thiệt sự luôn đó, em nãy em vô em thấy khách mời là ngợp, quá ngợp luôn á. Cái cơ duyên nào mà bọn em gặp được nhau? Dạ, cơ duyên bọn em gặp được nhau là bọn em đi hẹn một nhóm bạn á anh. Bạn em hẹn bạn này ra đi cà phê chung thì lúc đó hai đứa em gặp nhau. Cái ấn tượng đầu tiên khi mình gặp nhau là như thế nào, thích nhau liền chưa em? Lúc đó là chưa anh, chỉ kiểu như là bạn bè bình thường thôi à. Nhưng mà cũng kiểu thấy sáng quá rồi. Nhưng mà bạn đang lúc đó đang có bồ nữa. Còn em lúc đấy em độc thân. Em lúc đó đang độc thân. Có ý định? Có anh, nhưng mà thì ra cũng có. Nhưng mà định là đập chậu cướp bông. Định là đập chậu cướp bông. Kiểu em phải kìm hãm lại mình. Cái tính em á không muốn đập chậu cướp bông. Tự kìm đấu hãm chơi lại mình. Đúng rồi, đợi tới lúc hai bạn chia tay em mới nhào vô. Nhưng anh thả lỏng người đi. Đừng gồng nữa. Đừng gồng nữa. Hồi xưa chị gồng chị cũng mệt chứ cưng vậy đó. Sau bao nhiêu lâu thì Nguyên Anh chia tay với người yêu? 6-7 tháng. Có nghĩa là em bắt buộc mình phải là bạn. Nhưng mà cái việc giữ cái crush của mình ở cái mức bạn bè nó có khó khăn nhiều không vậy? Cũng nói chuyện cũng thân, cũng hợp nhau, hay tâm sự á. Đâm ra là kiểu tình bạn hơn chút xíu cũng không ai biết nữa. Trước khi mà gặp mặt nhau đó thì hai bạn có quen biết nhau trên Facebook không? Có nghĩa là thường là mấy người sáng với nhau đó, hay là giao lưu tình cảm qua Facebook đó anh? Kiểu ngày xưa em rất là xấu. Ủa, làm người mẫu sao xấu được? Không, trước đó nữa, cái thời mà em còn đi học là em đã biết bạn này rồi. Nhưng mà em kết bạn này không chịu, bạn này lúc đó cũng đang hot. Xong rồi sau này gặp á, gặp bạn bè sẽ mới nói rằng là em biết anh này từ lâu lắm rồi, lúc anh này còn chưa sửa mũi. Các bạn đó mới chịu kết bạn lại. Là ngồi ngay tại chỗ kết bạn lại với em luôn hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nói là thôi thôi cho anh xin lỗi, để anh mở. Là em mở điện thoại lên em kết bạn liền luôn. Nguyên Anh lên Sài Gòn em vẫn gặp Nguyên Anh vẫn. Tóm chung lần nào lên cũng gặp hết trơn á. Cũng đi chung với bạn kia nữa. Nhưng mà tới khi mà hai người chính thức quen nhau thì cái buổi hò hẹn nào mà làm gọi là đánh dấu được á? Cái cảm xúc nó như thế nào em? Nó bị pha trộn giữa kiểu mà không biết là có thật hay không á. Dạ lúc đó là em chia tay tầm được một tháng mấy. Gần 2 tháng. Nếu mà nói cái thời gian đó thì có thể là quá ngắn, nhưng mà thật sự là em với người yêu trước của em á là đã đổ vỡ nhau mà kiểu như là ra lâu rồi. Rồi bắt đầu chịu đựng nhau kéo dài ra. Thì tới cái ngày đó thì em nghĩ chắc cũng, nếu mà chính thức chia tay chắc cũng cỡ hơn 4 tháng. À, cho anh thắc mắc về Việt đó. Là tại vì lúc trước Việt đã gặp Nguyên Anh với lại người yêu cũ Nguyên Anh rồi. Sau đấy là Việt lại quen với Nguyên Anh. Thì Việt có gặp rắc rối với lại người yêu cũ Nguyên Anh không? Kiểu như là người ta sẽ nghĩ là Việt chính là cái người mà dụ dỗ Nguyên Anh. Cũng có anh. Đúng không? Em là bạn của người đó. Vì bạn đó em mới gặp Nguyên Anh. Trời ơi. Lúc mà quen hai đứa vẫn giấu dữ lắm. Sợ, kiểu mà không? Tìm hiểu á nhưng mà vẫn giấu. Em còn nói Nguyên Anh là trời em đấu tranh tư tưởng dữ lắm em mới bộc lộ mà quyết định là sẽ quen. Sau một cái thời gian mà quen như thế rồi, khi mà hai bạn đã public luôn rồi á, thì cái người cũ á họ phản ứng như thế nào? Có anh, chữ drama trên chị. Không chị. Sao em đang nói chị bên em? Dạ chị. Câu này cắt nha. Đó.
Drama ở trên Facebook nhiều lắm, kiểu hai đứa trước giờ nhiều tương tác ở trên đó. Drama từ bạn, phía bạn bè của Chung hai đứa với lại bạn đó luôn. Chặt chém nhau tùm lum ở trên đó. Là không có qua lại với bạn kia luôn đúng không? Là hết. Lúc đầu là em cũng tính là sẽ vẫn qua lại bình thường. Nhưng mà vì những cái câu chuyện đó xong mà em quyết định là không qua lại nữa. Thường thì khó không bao giờ, khó lắm. Khó lắm. Hai bạn bắt đầu mà quen nhau đó thì mình có cái kỷ niệm gì đáng nhớ không? Đó là vừa chia tay một thời gian rồi, cái em mới đi lên Sài Gòn, em mới nói là lâu quá lâu rồi, không có ai rủ em đi coi phim hết. Lúc đó là tầm 11 giờ mấy đêm. Thì có nói hay là giờ đi xem phim đi. Thì lúc đó có rủ mọi người theo mà không có ai đi hết. Vào rạp phim mà chị nghĩ đi 11 giờ mấy, 12 giờ, nguyên cái rạp phim không còn một ghế nào, chỉ còn đúng một cái ghế đôi thôi. Em với việc xem phim kinh dị nha, mà kiểu như em phấn khích trong người quá. Em vô em ngồi em cười hoài luôn. Em coi phim, phim kinh dị mà cười hoài luôn. Em cười không hoài không? Ngồi em coi phim mà em sợ. Trời em quơ tay em đập tay vô mặt, lỡ tập đập tay vô mặt muốn sưng cái mặt luôn vậy. Mà ổng ngồi ổng cười hoài. Cười vì nội dung phim hay là gì Việt? Vì Việt. Có nghĩa là có khi là em over quá đó. Kiểu như là mình không có được cái điều đó, cái khi mà tự nhiên vô tình cái mình có được, mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc trong lúc đó luôn. Là ấn tượng chắc là lớn nhất là hai người xem phim cứ một người sợ một người cười vậy hoài hết 2 tiếng đồng hồ đó. Hai người ngồi cách ra nữa tại vì sợ, kiểu mà em đã nghe được cái câu chuyện trước của Nguyên Anh rồi. Tại vì khi mà làm bạn á là tâm sự cho em hết, không có giấu được gì hết trơn. Lúc đó lên có một mình bắt đầu là em rủ đi coi phim. Lúc đó là em đã kiểu mưu mô tính kế vậy đó. Lộ ơi, mai mốt có người yêu đó thì là chỉ hai người với nhau thôi nha. Không, bữa hổm ngu lắm, ngủ tới 3 đứa lận. Rồi giờ tình yêu đó như thế nào rồi? Xong hết rồi. Rồi khi mà mình chuyển từ bạn sang người yêu đó, mình có một cái sự kiện nào để đánh dấu cho nó không? Chắc là nụ hôn đầu tiên hả? Hôm đó là sau về. Sau cái hôm coi phim thì đi búp về, là lúc đó em có thuê một cái khách sạn ở trên đây. Sau rồi lúc đó là mọi người đi chơi xong cái mọi người tản ra về hết. Lúc đó là em với Việt thật sự lúc đó vẫn còn là bạn. Xong rồi hai đứa mới Việt mới mệt quá cái đi về. Mới em nói thôi vậy đi qua khách sạn đi. Đi qua khách sạn anh, xong rồi cái hai đứa ngồi tâm sự với nhau. Xong rồi cái em mới nói là trời ơi, hai đứa mình cứ xèo nẹo nhau vậy hoài á, sợ không biết mọi người có ai nói gì không. Sợ kiểu em sợ là sợ bị dị nghị á. Xong rồi cái Việt mới nói là ủa sao anh không cho nó là thiệt luôn đi. Thì là tới luôn. Xong rồi tới luôn là mình hết ngồi mà mình nằm luôn hả? Dạ. Xém nằm. Xém nằm. Rồi xong rồi hai đứa hôn nhau. À wow. Vậy là chính thức từ hôm đó là hai người bắt đầu đúng nhau rồi. Tới bây giờ. Nhưng mà qua ngày hôm sau tỉnh táo lại rồi em vẫn còn sợ. Sợ không là thiệt. Tưởng nên sẽ nghĩ là nói chơi. Hai bạn chính thức quen nhau tới thời điểm bây giờ là được bao lâu rồi? Hai đứa em quen nhau từ ngày 23 tháng 8. Ủa là mới đây? Dạ đúng rồi. Biết nhau xong rồi tới lúc mà chia tay rồi á thì hai đứa có úp mở thôi chứ không chưa nói thẳng. Rồi hôm nay lên đây ngồi chơi lớn vậy luôn đó. Dạ tới một ngày là nói thẳng luôn. Lên tới đây là khóa luôn rồi đó. Dành mặt phải không? Dạ không. Thoải mái đừng rung, đừng rung rung. Cái cơ mặt nó hơi giật. Hai đứa đã biết nhau từ cái khoảng hồi Tết tới giờ rồi. Bởi vì khi mà chính thức quen nhau thì mọi thứ nó đều đã quá hợp nhau quá rồi. Thật sự là cũng muốn thôi lỡ rồi mình công khai luôn. Luôn. Đúng rồi. Ủa Nguyên Anh ơi, nhưng mà anh thắc mắc là mọi thứ hợp nhau là gồm những gì? Chính kiểu thích nè. Nói chuyện hết trơn rồi đâu còn gì nữa đâu. Giống như là cái đợt cái là cưới đó. Nhưng mà khi yêu nhau mình còn cần phải tìm hiểu nhiều cái nữa lắm em. Tại vì lúc làm bạn là em tâm sự với việc hết trơn. Nói hết trơn rồi. Tính ra tính em cũng kín đáo quá ha. Em ở dưới quê hả? Dạ, Nguyên Anh dưới quê. À, vậy là em vẫn đi lại chứ chưa có ở trên này chính thức hả? Dạ đúng rồi. Vậy bao lâu mình gặp nhau một lần nè? Muốn là em lên rồi, với lại là bây giờ em cũng đang sắp xếp công việc dưới quê để hai đứa lên sống chung. Là quê ở đâu lận em? Dạ em ở Châu Đốc, An Giang. Khi mà hai bạn public như thế này thì gia đình của hai bạn như thế nào? Mọi người đã được đón nhận chưa? Về phía gia đình em thì lúc đó thì em có đi về quê. Em có nói với mẹ là mẹ ơi con có vợ tiếp, con có vợ rồi. Có nghĩa là cơm ao trước rồi. À là trước đó những người khác Nguyên Anh cũng đem về giới thiệu với gia đình luôn. Dạ có nghĩa là khi mà em quen ai mà em chắc chắn người đó thì em mới về giới thiệu với mẹ. Rồi em sẽ dẫn bạn đó về luôn rồi ăn uống đi chơi chung với gia đình em luôn á. Thì khi đó thì em có về em có nói là mẹ ơi con có vợ rồi nghe. Mẹ ơi con có vợ rồi nghe. Cái mẹ mới hỏi là ai. Em mới nói là Việt. Lúc đó mẹ em thì kiểu như là chấp nhận cho quen nhưng mà phải biết coi người này như thế nào á anh. Thì lúc đó em có mở cái clip của Việt cho mẹ em xem thì mẹ em nói là nhìn Việt hiền.
Rồi cái lúc mà Việt có nói với em là anh ơi em thèm bát khía quá. Bát khía hả? Dạ. Bát khía anh. Xong bát khía với mắm đồ. Buổi trưa hôm sau mẹ mới dẫn em đi ra chợ lựa bát khía cho Việt. Gần tới ngày lên Sài Gòn á thì mẹ em nói ủa mua bát khía không sao mà đủ để mẹ đi mua, mà bình thường buổi trưa mẹ em không ra đường, mà buổi trưa đó mẹ em tự chạy đi ra đường đi mua mắm để gửi lên cho Việt ăn nữa. Là kiểu như mẹ ngầm chấp nhận cái mối quan hệ này luôn. Dạ mẹ em chấp nhận luôn á. Rồi Việt đã về quê của em chưa? Em chưa có thời gian về luôn, tại tính chất công việc em cho nên nó bận quá. Em đang cố gắng sắp xếp, chưa có đứa nào về bên nhà đứa nào hết trơn. Nhưng mà thật sự là hai bên biết hết rồi. Dạ. À, bên em cũng biết rồi. Bên em biết rồi. Rồi bố mẹ em dễ đón nhận nó không Việt? Mẹ em vẫn đón nhận bình thường, tại vì người yêu trước em cũng được về rồi. Hai người có một cái điểm chung giống nhau á, là hai bên được cơm ao hết và quen ai cũng dẫn về nhà chơi. Cũng rất là mừng cho hai bạn luôn. Thật ra thì anh thấy là gia đình là một cái điểm tựa cho cái tình cảm lớn lắm ấy nha. Anh quay ngược về câu chuyện come out về giới tính của Nguyên Anh với gia đình á, thì cái câu chuyện đấy nó dễ dàng không em? Khá dễ dàng anh. Em nhớ lại là hình như năm em lớp 10 thì em có dẫn cái bạn đó về nói với mẹ em là bạn đó là bạn của em. Nhưng mà một thời gian á, rồi cái chịu hết nổi rồi em muốn công khai thì em có ghi cho mẹ em một lá thư. Viết thư đó hả? Em có ghi một cái lá thư mà nó dài tới một tờ giấy đôi luôn anh. Xong rồi cái lúc đó em chơi lớn, em khóa máy luôn. Em còn nhớ là lúc đó em xách chiếc xe mát, chiếc xe Honda anh. Em mới rủ bạn đó là bỏ nhà đi luôn. Viết thư để lại, bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi. Một phương án rất truyền thống luôn. Rồi xong rồi lúc đó là em từ Châu Đốc em chạy xuống tới Long Xuyên để ở nhà dòng họ của bạn này. Xong bạn này mới nói là thôi hay là mở máy lên đi, biết đâu mẹ chấp nhận mà mẹ lo thì sao. Qua ngày hôm sau em mở máy lên thì thật sự là mẹ có gọi. Mẹ nói mày làm như mày bê đê tao không biết gì mà mày trốn. Rồi xong mẹ em kêu là hai đứa về đây rồi có gì nói chuyện. Thì lúc đó là em với bạn người yêu đầu tiên của em quay về thì gia đình vui vẻ bình thường, không có gì hết. Tính theo phương án truyền thống mà cũng hiệu quả quá ha. Dạ. Tại vì hiệu quả nên nhiều người xài lắm em. Đúng rồi. Về câu chuyện của em thì sao? Em cũng kiểu từ nhỏ đến lớn ở nhà em kiểu cũng chiều á. Đâm ra là cũng kiểu thoải mái lắm, nhưng mà nhà em người Bắc, đâm ra nó khó cái chuyện mà chấp nhận lắm. Ở ngoài gia đình ngoài đó người ta khó dữ lắm. Em là em phải mất tầm gần 5 năm á để thuyết phục nội. Là mình phải làm gì để mình thuyết phục em? Thay đổi tư tưởng từ từ anh. Trùng hợp cái là mỗi lần á mà em cãi lộn với nội hay chứ ai trong gia đình, em trốn lên lầu là ở dưới này tự nhiên tivi nó mở mấy cái vụ mà đồng tính. Cái nội em lại coi xong cái một hồi em xuống, cái nội em im không nói gì hết. Cái vui vẻ lại. Có lần mà em đi chơi mà quần áo này nữa, khi ra đường mà hàng xóm ta hay nhìn dị nghị người ta nói. Rồi từ từ em về em cũng nói là trời bây giờ đâu có gì đâu, chuyện bình thường này nọ. Kiểu nhà em cũng biết rồi nhưng mà sợ bị ảnh hưởng á, đâm ra là cứ kêu là mày đừng có làm mất mặt tao này nọ. Dần dần quen rồi á, em dẫn về luôn, em kêu là bạn. Rốt cuộc hai đứa bạn mà ở chung xong rồi đi làm chung mà công việc chung các thứ. Đến lúc mà em với bạn đó chia tay rồi á, về cái nọ hỏi sao hai đứa không về nữa. Cái em giấu hồi em nói là tại vì bạn đó có người yêu rồi mà giấu con để người ta chửi con. Nào kêu chứ thế là nó bắt cá hai tay à. Cái em ủa sao nó biết vậy, là nó biết hai đứa quen hả, mà mình ráng mình giấu rồi mình không tin là nội biết luôn. Giờ là em vẫn nói chuyện rất là thoải mái với nội rồi, không có giấu giếm, giờ cứ quen ai nội cũng biết, nội thoải mái. Tính ra hai bạn có một cái điểm chung á, đều rất là kín đáo. Làm gì chẳng ai biết luôn em. Rồi sau khi mà mình yêu nhau rồi thì công việc của hai em có ảnh hưởng gì không? Tại vì yêu xa mình phải di chuyển để gặp nhau đó. Dạ không, lúc đầu bạn nó cũng nói là sẽ sắp xếp công việc, đang sắp xếp công việc để chuyển công việc lên đây làm. Là cũng em đang sắp xếp. Là em có nói với mẹ rồi, tại vì ở dưới quê thì em có cái tiệm áo cưới. Thì em phải bàn giao tất cả lại cho em gái của em. Xong rồi em mới lên đây sắp xếp công việc để làm trên đây. Rồi hiện giờ ví dụ em lên em thăm Việt đi thì cái tiệm áo cưới của em ở dưới đấy như thế nào? Dạ em lên thăm Việt thì tiệm áo cưới của em là do em gái em làm. Thật ra về thay đổi một cái công việc á, theo Lộ nghĩ là nó không hề dễ dàng á. Dạ đúng. Thì dạ, đúng. Em là một chuyên viên make up, bạn kia là người mẫu, thì có sự hỗ trợ qua lại gì cho công việc không? Dạ có, bữa em kiểu em dẫn cho theo làm người mẫu luôn. Được luôn hả? Em dẫn xô cho luôn, em nhường xô lại cho đi, em gửi hình qua. Dạ làm ở đây luôn á anh chị, là bà Việt dẫn em đi làm người mẫu. Dạ. Sức mạnh của tình yêu đó. Sức mạnh của tình yêu. Rồi anh hỏi đi. Em hỏi đi. Anh hỏi đi. Em hỏi đi. Ồ là bọn mình chỉ mới hôn nhau. Mới hôn thôi, hôn thôi. Dạ đúng rồi. Không, mình chưa có gì sâu sắc hơn hả? Chỉ như là có rồi chứ làm sao là không, đúng không? Thật sự là em cũng nhào tới dữ lắm nhưng mà vợ nói là chưa tới thời điểm. Ồ vậy hả?
như kia vậy? Ủa còn thời điểm như thế nào là đúng, em là phải coi phong thủy coi ngày hả? Tại vì em kiểu em bị đổ vỡ quá nhiều á. Kiểu như xong cho rồi bắt đầu là quay lưng mất tiêu. Kiểu vậy, em bị nhiều quá. Kiểu em hay giấu giếm để em tự trải nghiệm một mình á. Em đặt cho cái thử thách là đó, trong vòng bao nhiêu lâu đó chấp nhận được không, chịu đựng được không á. Nhưng mà người ta muốn đi người ta sẽ đi thôi chứ Việt. Ví dụ như là em cho người ta ví dụ 3-4 tháng đi, thì sau khi người ta làm rồi mà người ta muốn đi thì người ta sẽ đi thôi chứ. Mình đâu có dùng cái giới hạn đó để mà mình giữ chân người ta được đâu. Thường thường là em hay bị vậy rất là nhiều. Đâm ra em bị cái tư tưởng như... Anh nghĩ là em phải tự... Nó cũng khó nói lắm chứ không phải... Cái vấn đề của Việt là Việt phải trau dồi kỹ thuật. Không phải kỹ thuật đúng không? Đúng không? Tại vì Việt nói là Việt hay bị như thế. Khi mà anh em nói là khi mà người ta động vào á, xong người ta bỏ mình á, là đôi khi nó thuộc về bản thân mình không? À, kỹ thuật mình non tay quá phải không? Không, không có những người chắc tay vẫn bị bỏ như thường nha. Dạ đúng rồi, tại vì kiểu... Nhưng mà quan trọng là người ta có bồ rồi. À. Trước đây em rất là bị nhiều cái kiểu vậy. Còn hai là người ta chưa có xác định có yêu thật sự. Người ta đề. Muốn người ta đợi em được tới 2-3 tuần cũng được nữa. Nhưng mà người ta làm xong người ta vẫn bỏ được. Vấn đề ở đây là có thể là việc nhìn chưa kỹ. Có nghĩa là cái tình cảm chưa đủ lớn. Hoặc là nó chỉ thoáng qua thôi. Hoặc là người ta chỉ... Là em muốn có thêm thời gian để tìm hiểu. Có cái chính xác không? Đúng rồi. Là tới thời điểm giờ là hai người vẫn chưa có gì. Dạ vẫn chưa. Sáp vô thôi. Vấn đề là ở Nguyên Anh có cảm thấy hài lòng với cái thời gian đó không? Trong tình cảm thì đối với em thì tình cảm với tình dục nó ngang ngửa. Chắc là tình cảm em sẽ trau dồi hơn, tại vì đổ vỡ trong tình cảm em cũng nhiều. Bởi vậy em cũng thấy như cũng ok. Có nghĩa là tới thời điểm hiện tại thì bạn cần cái người mà đo được cái tình cảm nhiều hơn. Dạ đúng còn rồi. Còn chuyện kia nó sẽ trở thành một cái thế phụ. Dạ đúng rồi. Cũng cần thiết nhưng mà nó không có phải là quá quan trọng trong thời điểm hiện tại đối với bạn đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì anh thấy như vậy nè, thường á bản năng của con trai á là nó sẽ có cái nhu cầu đó đúng không? Thì khi mà tự dưng mình bị kiểu một dạng cấm cửa đi thì kiểu như mình sẽ tìm một cái chỗ khác để mình xả. Ví dụ đối với những cái người mà họ không thật sự tử tế hoặc là họ không thật sự dành hết tình cảm cho em thì em không sợ điều đó hả Việt? Tại tự dưng mình cấm cửa người ta, mình không lo đến cái việc là người ta sẽ dùng một cánh cửa khác để mà giải tỏa nó ra hả? Nếu mà kiểu người ta không chịu đựng được á, người ta đi là em cũng để cho đi luôn. À. Đó cũng là thử thách kiểu của vậy. Bạn. Ở đây cái chuyện tình cảm theo lộ nghĩ nó không phải phụ thuộc vào cái yếu tố đó đâu. Nếu mà bạn thấy khi nào đủ và khi nào cần thiết thì nó tới một cách rất là tự nhiên thì nó sẽ hay hơn. Chứ còn nếu mà mình cố gắng mình phải gồng, mình đưa cái lý thuyết của mình vô nhiều quá, nó sẽ không hay và đôi khi nó bị đổ vỡ ngay từ cái lý thuyết của mình luôn. Em bây giờ em sẽ giữ được tới bao lâu? Là em cho Nguyên Anh ăn chay đến bao lâu đó? À đúng rồi. Cũng sắp á chị, chứ không phải là ăn chay quá lâu. Tôi đâu. Tưởng đâu là cũng chịu đựng dữ lắm. Thật ra là em cũng nhào tới dữ lắm. Ủa rồi từ trước từ hồi quen tới giờ hai đứa có đi đâu chơi xa chưa? Chưa. Dạ chưa. Bạn ở chung với em là cảm thấy vui rồi đó. À, bạn dạ. Lên là bạn ở bên nhà em mà. Ngày nào cũng gần gũi rồi kiểu chở đi làm. Giờ này xuyên em làm từ 5 giờ rưỡi sáng, 5 giờ rưỡi sáng lật đật dậy chở đi làm. Từ hồi mà mình quen tới giờ thì được. Em có nhớ rõ là bao nhiêu lần đi lên đi chơi với em, đi làm với em không? Hai ba lần lên đây mà lần nào ở cũng tuần, 2 tuần. Cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì hai người đó có quan sát được cái tật xấu của nhau chưa? Trời quá nhiều luôn. Rồi, okay. Em kiểu ở phút này hấp dẫn nè, ai kể trước? Em nhường cho vợ. Rồi, kể ok, trước. Nói đi. Kể trước đi. Thôi em kể trước đi. Thôi nói trước đi. Không để em coi kể xấu tới cỡ nào. Giờ nó vượt qua vượt lại tới sáng luôn. Em kể em sợ em ra đường ở luôn. Rồi kể là Nguyên Anh. Tính em á thì đôi khi em nghiêm túc nhưng mà đôi khi em hơi nhây. Mà em nhây với lại em hơi ham chơi á, bởi vì vậy là tật xấu việc là việc hay làm bạn. Mà nói hoài luôn anh chị, nói hoài luôn, nói mà kiểu nhiều lúc em muốn bùng cháy luôn á. Chị tin không, mà nói từ ở nhà ha, nói dài lên xe, xong ra quán cà phê vẫn ngồi nói tiếp. Xong chút xíu em tưởng là quên rồi, đi về nhà hai đứa nằm trên giường, bắt đầu em quay qua em ôm. Nói tiếp. Đúng là em nói uống ít quá ha. Rồi còn em gì nữa không nhai. Ngoài cái tật nói nhiều ra thì tật hơi cọc. Cọc tính. Thường á, nó cái người hiền á mới hay cọc tính. Sao ở đây là nói nhiều mà còn cọc tính nữa? Phải nói nhiều á, như là kiểu như nhai nhiều á chứ không có nói nhiều. À, em nói một vấn đề mà nói đi nói lại đó không? Dạ đúng rồi. Còn về sinh hoạt cá nhân khi mà hai bạn lâu lâu cái mình lên ở một tuần gì đó thì thấy nó có bê bối quá không hay là nó làm sao vậy đó? À cái này chắc gọi là tật tốt của việc biết nấu ăn nè, với lại là nhà cửa ngăn nắp. Cái đó thì em thấy là ok, nó khá là hợp tính với em. Em thì em không biết nấu ăn nha. Nhưng mà có một cái thì về cái mặt mà gọn gàng trong nhà cửa thì em với việc giống nhau.
Nói chung là mình đang kể chuyện xấu mà cái khúc này cũng xấu lắm. Rồi. Rồi bây giờ không thấy xấu lắm thì cho Việt kể về Nguyễn Anh đi. Đúng rồi. Anh thấy là em có nhiều cái muốn kể lắm. Không phải là hơi ham chơi mà quá ham chơi luôn. Game. Dạ. Game. Ham đi chơi xong rồi ham game guốc rồi bạn bè rủ cái là em đi không? Thôi không đi đâu mệt lắm. Vẫn bồn chồn muốn đi vậy đó. Thật ra là rủ cho có thôi. Chứ em đi cho có thôi. Rủ cho có thôi. Muốn đi. Em chỉ cần một cái là thay đồ đi liền đó. Nếu em không cái giả bộ kêu chứ. Thôi em không đi, anh chắc anh cũng không đi. Một hồi em kêu chứ. Thôi thay đồ đi đi. Trời ơi, làm lẹ lắm. Ôi, thật ra em đã biết ý em từ chối làm chi. Em biết ý em từ chối làm chi. Ừ đại đi. Không phải, nhưng mà em kiểu em cũng không muốn đi. Nhưng mà hay kiểu đi nha. Đã nói không đi rồi, một hồi đang làm chuyện khác cái ê, nó rủ hoài kìa em. Tao điện thoại đâu ai rủ nó đâu, nhưng mà muốn đi. Mà thường là ham chơi là thích đi đâu anh? Bạn bè rồi cà phê, quán xá này nọ kia rất là nhiều vậy. Mà em đi làm vậy em rất là mệt. Kiểu em muốn ở nhà vậy đó. Còn em thì em thích đi cà phê. Mà em đi ra ngoài em ngồi em nói hoài em không chịu về. Nói còn, gì mà nói hoài. Còn cái tật hay chối nữa. Hay chối nói đủ chuyện hết trơn. Dạ. À, có nghĩa là nói dối em. Không phải mà. Giống như là đi xe cũng vậy. Em đã dặn từ đầu là thôi đừng có dắt ổ gà nha, hư xe. Trời kiểu vậy. Kỹ quá trời đó. Thôi chết rồi. Không phải mà kiểu thôi nói tiếp đi để thấy. Em hay ngồi sau lưng mà kiểu bị dắt ổ gà em hay bị giật mình á. Mà ổ gà không phải ổ gà, ổ dôi. Nhúng xuống một cái em hết hết hồn. Hết hồn. Thôi đừng có dắp ổ gà gì nữa nha, hay sao đó đừng để bị hư xe mình đã tránh. Ừ anh biết rồi, đi rút kinh nghiệm, lần sau dắp nữa. Trước khi mà tới ổ gà cái em nhắc á thì kêu anh biết rồi, anh biết rồi mà anh thấy mà. Sao mà làm gì sai cái bắt đầu. Có đâu, anh đâu làm gì đâu. Mà sai gành ra luôn, vẫn cãi á. Hay cãi sai trước mặt luôn á mà em vẫn chối tại vì em thích như vậy. Đi búp uống rượu với bạn. Uống quá trời đã nói nè, tại vì hôm sau rồi có một cái lịch chụp hình. Mà đi từ sáng. Em mới nói thôi uống ít thôi nha, để còn mai còn tỉnh táo mà đi. Chứ để mà mệt mỏi, nhìn mặt mệt là biết liền. Ừ anh biết rồi. Mùa hồi uống xỉn quá thằng câu luôn. Dạ em nói cho một tăng cái bắt đầu gọi qua cho đứa bạn kêu chứ. Ê hồi nãy tao có uống nhiều không? Thôi nó uống ít à. Ủa Việt mày chửi nó nữa hả? Bạn bình em. Đó cái xe đúng tắt máy đi một cái em chửi nữa. Hay chối mà còn gọi lôi bạn vô nữa cho bạn biết là em đang nói bên đây nữa chứ. Ham chơi mà còn hay dối trá nữa. À ham chơi mà hay dối trá nữa hả? Tự nhiên thấy nhột nhột hả? Không, không lộ không có vậy. Có cái này là phải binh bạn này. Nguyên Anh đúng không? Từ dưới quê lên mà chạy đường Sài Gòn thì phải nói là phải thích nghi. Căn bản bạn cũng không muốn dấp đâu. Tại bạn cũng sửa mũi nữa, hiểu không? Không phải là cố tình đâu em, chứ mình lạ đường rồi gì đó. Không phải đâu, thật ra cái ổ gà nó có sức hút nha. Anh cũng là người hay đi vào ổ gà lắm. Anh nhìn thấy nó từ xa rồi nhưng mà anh vẫn lâm râm đâu vô. Anh vẫn đi vào cái ổ gà. Không, cái đó là anh sai rồi đó. Đúng rồi. Đúng cái cảm giác nó vậy em. Ngộ vậy. Cái ổ gà nó có cái sức hút riêng của nó. Ngộ ha, mấy người đẹp trai có lý luận ngộ ghê. Quẹo không xin nhan tới lúc em kêu xin nhan chứ giả bộ bật xin nhan lên. Ủa em nói gì vậy? Anh có bật xin nhan mà. Những cái đó thì không em không cần phải nhắc đâu. Mình bị phạt vài lần rồi mình sẽ nhớ thôi. Dạ. Nhưng mà em nhớ em đừng trả tiền nha, phải để cho Nguyên Anh trả nha. Rồi thế hai em không muốn thay đổi gì về nhau để mình có thể có một cái tình yêu tốt hơn không? Thì chắc không. Dạ không, nói chung là nhìn vậy chứ thiệt sự thích lắm chứ. Em là em kiểu đang hài lòng vậy thôi. Hài lòng với tất cả những gì mà hiện giờ mà hai đứa em đang có. Dự định tương lai của hai bạn là gì, có tiến tới nó xa hơn nữa không? Dạ có chứ. Ở hiện tại luôn chứ không phải là tương lai nữa, là ở dưới là em sắp xếp xong rồi. Bây giờ là em đang tìm việc làm ở trên đây. Thì em cũng có xin phép gia đình rồi. Nếu mà em tìm được việc trên đây thì là em sẽ dời lên ở chung với Việt. Ở tương lai hai đứa tính là mở ra một cái lớp dạy trang điểm. Hy vọng thì trong cái thời gian sớm nhất thì em cũng sẽ tìm được, đạt được mục tiêu. Tại vì chị thấy đi làm thì dễ, mở lớp thì nó có hơi gian nan chút xíu. Dạ đúng, mở lớp em thấy hơi gian nan. Hơi gian nan, rất gian nan luôn chứ phải gian nan. Dẫn Nguyên Anh đi làm người mẫu còn được mà nói chi mở lớp make up. Em bút xô cho thật làm cho luôn. Mày cho khách luôn. Vậy đó hả? Dạ trời ơi. Chị nể em quá à. Em lâu người ta từ dưới châu đốc lên đây, em định hướng tương lai nghề nghiệp luôn. Dạ, mẹ biết luôn. Tạo công ăn chuyện làm tạo luôn. Tạo công ăn chuyện làm luôn, dạy dỗ thai cho gia đình luôn. Dạ. Hay quá. Tính ra em có lợi lắm đó chứ. Dạ. Tính ra là quen Việt thì mẹ yên tâm lắm. Mẹ đúng em hả? Cũng yên tâm á, tại vì quen Việt thì ngoài cái chuyện mà trong cái sở thích mà đi chơi, đi ăn uống là giống nhau. Còn em còn thấy việc hay cái chỗ là em lên đây rồi cái việc cũng giới thiệu khách cho em để em làm. Rồi cũng giới thiệu công việc cho em để em chập chững em đi làm luôn. Thì cái điểm đó là điểm em cũng thích ở Việt. Nói chung ngoài cái tình cảm thì các bạn còn công việc có bổ trợ cho nhau nữa. Điều đó là điều rất là tốt. Và hy vọng là những cái xúc tác đó sẽ làm cho hai bạn sẽ gắn bó lâu dài hơn. Chương trình hôm nay cũng có một cái món quà gửi đến tặng cho hai bạn. Hy vọng là hai bạn sẽ có một kỷ niệm thật đẹp với Love Win nhé. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn.
cảm ơn chương trình ạ. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Love Wins ngày hôm nay. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Come Out LGBT Việt Nam. Đừng quên liên lạc với chúng tôi qua fanpage Love Wins Vì Yêu Mà Cưới. Cảm ơn nhãn hàng Son Utica đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.